Vâng, xin được mến chào toàn thể các bác. Hôm nay em lại giới thiệu tới các bác một bộ karaoke phải nói là rất là hay các bác nhé. Với dòng hàng bài xịn phối ghép với nhau, em sẽ mời các bác cùng đi cảm nhận trước khi em đi chi tiết ạ. Tôi nhớ em còn thơ nên lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không rớt, buồn riêng ai trong vai, lời nào không chuẩn trái, tình nào luôn thấp hoài. Tôi không giận em nhưng trách mộng tơ duyên, tầm tay nào tôi với tình ta xa cách rồi. Vâng, thưa với toàn thể các bác đã được cảm nhận với một chiếc mic rất là hay các bác nhé. Một bộ karaoke hay về hát karaoke và nghe nhạc chuẩn các bác nhé. Tôi đi tìm bối xóa hình em trong mắt tôi, lời nào hai đứa quên và tìm quen kỷ niệm, men say từng đêm cùng chỉ đầy đọa thêm tình nhân hơi trừ xin giá nhân tình. Tôi ngỡ em còn thơ nên lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không rớt, buồn riêng ai trong vai, lời nào không chuốt trái, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em nhưng trách mộng tơ duyên, tầm tay nào tôi với tình ta xa cách rồi. Tôi không giận em nhưng trách mộng tơ duyên, tầm tay nào tôi với tình ta xa cách lâu rồi. Thưa với toàn thể các bác, một chiếc âm quá là tuyệt vời các bác nhé. Tiếng mic rất là sáng, hát nhẹ các bác nhé. Với một cấu hình gồm loa DK bãi xịn các bác nhé, DK đan kinh, đẩy săn xui SA502 đồng bộ với vang săn xui luôn các bác nhé, E80 đó, dế hát đó. Hiện tại thì em đang xử lý tín hiệu nhạc theo cổng quạt các bác nhé. Và đây là bộ mic không dây DMX U2800 dòng chuyên cho sự kiện các bác nhé.
cho nên là chất âm già rất là tuyệt vời, trong trẻo, nhẹ nhàng các bác nhé. Với cấu hình này thì em cũng xin được báo giá để các bác cùng quan tâm, giá là 16.500.000 các bác nhé, hỗ trợ dây dắt và phí vận chuyển đầy đủ. Các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với bên em. Xin được cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin được mến chào toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.